Xin chào tất cả em. Ở video giảng hôm nay, cô và các em chúng ta sẽ cùng đi sang bài tiếp theo của chương trình hình học lớp 8 học kỳ 2. Tức là chúng ta sẽ sang bài 69, thể tích của hình chóp đều. Phần 1 ở đây là công thức tính thể tích. Vậy thì bằng cái phương pháp thử nghiệm, người ta sẽ lấy một cái hình lăng trụ đứng có phần đáy này, bằng với đáy của một cái hình lục giác như này. Đây là người ta sẽ lấy một cái hình này là hình chóp đúng không ạ? Có đáy bằng đáy của một cái lăng trụ đứng đây. Là một cái lục 1 2 3 4 5 ngũ giác đúng không ạ? Một cái lăng trụ hình ngũ giác. Lăng trụ hình ngũ giác là lăng trụ có năm cạnh này. Với lại một cái hình chóp này. Hình chóp này cũng là lăng trụ có đáy là bằng với đáy của cái hình hình đáy của hình chóp thì bằng với đáy của lăng trụ. Người ta đổ nước vào đầy ở trong cái hình chóp. Thì khi mà đổ nước vào trong đầy hình chóp rồi, người ta đổ cái phần nước đấy vào trong cái phần lăng trụ, thì thấy là cái thể tích của nước đổ vào thì nó bằng 1/3 thể tích của lăng trụ. Như vậy nước ở trong cái hình chóp nó chính là thể tích của hình chóp. Đổ nước vào trong lăng trụ thì cái phần nước vào nó chiếm 1/3 của lăng trụ. Như vậy người ta đã suy ra được là thể tích của hình chóp thì bằng 1/3 thể tích của hình lăng trụ. Vậy chúng ta có công thức là V của hình này là hình chóp sẽ bằng 1/3 thể tích của lăng trụ, tức là 1/3 S nhân H. S ở đây là diện tích đáy, H là chiều cao. Ví dụ, trong phần ví dụ như sau. Thể tích của một cái hình chóp tam giác đều. Tam giác đều tức là ở phía dưới đáy của chúng ta là một cái tam giác đều. Đấy, biết chiều cao của hình chóp, chiều cao ở đây là 6 cm. Bán kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác đáy 6 cm và cái căn 3 thì bằng 1,73 cm. Như vậy ở đây cái hình chóp này là hình chóp đều. Hình chóp đều như vậy là mặt đáy và các cái mặt bên của chúng ta đều bằng nhau đúng không ạ? Cạnh ở đây đều là bằng 6 cm. Muốn tìm thể tích của hình chóp thì các em phải lấy 1/3 diện tích đáy em nhân với chiều cao. Như vậy ở đây thì chiều cao của hình chóp thì biết rồi, bằng 6. Bán kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác đáy thì bằng 3 cm. Vậy chúng ta sẽ, cô sẽ hướng dẫn các em làm. Ở đây thì người ta làm có hơi tắt một chút, nhưng mà khi mà các em đi làm thực tế thì các em có thể chưa hiểu là vì sao người ta lại tìm A là bằng R căn 3 cả, đúng không? Như vậy thì ở đây cô có cái phần 2 đây, là cái phần ví dụ này. Các em vẽ cho cô một cái tam giác đều. Tam giác đều là tam giác có 3 cạnh bằng nhau, đúng không? Cô sẽ dùng cả hình thước và compa cô vẽ cho chị nhé. Như vậy ví dụ như cái tam giác ABC như này, đường tròn ngoại tiếp tam giác tức là đường tròn nó đi qua ba đỉnh của tam giác đấy, thì nó mà tam giác này là tam giác đều, như vậy thì đường tròn đi qua ba đỉnh chính là giao điểm của ba đường cao, cũng là ba đường trung tuyến, cũng là ba đường trung trực, đúng không? Thì đây chính là giao điểm đây này. Đây, nếu như vẽ trong đường tròn này, ta được cái đường tròn đi qua 3 điểm ABC chẳng hạn như vậy. Thế người ta mới cho là cái gì? Bán kính của đường tròn ngoại tiếp bằng 6. Tức là cái đoạn này, bán kính tức là cái đoạn này, từ đây đến đây này, bằng 6 đúng không? Từ đây này, đây, bán kính chính là mỗi đoạn này 6 cm. Đoạn này cũng là 6 và đoạn này cũng là 6. Tức là đây là tâm của đường tròn ngoại tiếp, thì khoảng cách từ O đến A bằng 6,
O đến B bằng 6, O đến C bằng 6. Vấn đề ở đây là chúng ta phải tìm được cái gì? Cái diện tích của đáy. Diện tích đáy thì các em lấy gì? À, các em sẽ lấy là đáy nhân với chiều cao, các em chia 2. Đúng không nào? Như vậy cái đoạn OA chẳng hạn, như đây là O chẳng hạn này, tâm đúng không ạ? OA bằng 6 thì cái đoạn này sẽ bằng mấy em? Cái đoạn này sẽ bằng mấy? Bằng 3 đúng không ạ? Vì đây này, giao điểm ba cái đường này đều là ba phân tuyến, ba phân giác, ba trung trực. Vì trong tam giác đều thì các cái đường này nó trùng nhau. Như vậy đường này đồng thời là đường trung trực thì nó cũng chính là trung tuyến, cũng chính là đường cao phân giác. Mà người ta biết là khoảng cách từ trọng tâm này đến đỉnh này thì chiếm 2 phần. Từ O đến cái vị trí trung điểm này thì nó chiếm 1 phần. Như vậy OA bằng 6 thì cái đoạn này bằng 3, đúng không? Đoạn này sẽ bằng 3. Được chưa? Thế thì chúng ta có tìm được cái độ dài của cái đoạn này không? Đây, ví dụ như H này, thì chúng ta sẽ tìm đoạn HC. Các em vẽ H, muốn tìm HC thì các em xét trong tam giác là OHC này. Xét cái tam giác OHC thì có góc H bằng 90 độ. Góc H bằng 90 độ thì em sẽ suy ra được là HC bình phương thì sẽ bằng OC bình trừ OH bình. Đúng chưa? Cái này là theo Pythagore. Phải không nào? Từ đây em muốn tìm độ dài HC thì các em lấy căn của OC bình trừ OH bình. Thế OC bình bằng bao nhiêu? 6 bình phương. OH bình là đoạn này bằng 3 bình phương. Đúng chưa? 6636. 36 trừ đi 9 bằng căn 27. HC bằng căn 27. 27 thì bằng 9 căn 3, tức là căn của 9 nhân 3. 3 cái em đưa ra ngoài, 9 thì em đưa ra ngoài bằng 3, như vậy bằng 3 căn 3. HC bằng 3 căn 3. Tìm được cái đoạn HC rồi thì chúng ta sẽ suy ra được BC. Đúng chưa? BC thì nó sẽ gấp mấy lần HC em? BC thì gấp 2 lần, bởi vì là đây là trung điểm mà. BC này thì bằng 2 lần HC. Như vậy nó sẽ bằng 2 nhân với 3 căn 3, tức là bằng 6 căn 3. Đấy, đúng không? Thế bằng 6 căn 3, tìm được cái BC rồi. Đây, tìm được đáy BC rồi. Muốn tìm diện tích thì em lấy 1 phần 2 đáy, em nhân chiều cao, đúng không ạ? Như vậy thì ta có cái diện tích này. Diện tích của cái đáy ABC, S của cái tam giác chẳng hạn, thì các em lấy đáy là BC 1 phần 2 đáy nhân với chiều cao nhân với đoạn AH. Như vậy nó bằng 1 phần 2 nhân với BC, tức là nhân 6 căn 3. Rồi các em nhân với AH. AH cái đoạn từ đây đây. Thế cái đoạn này, tất cả các cái bán kính đều bằng R, tức là OA bằng R, được chưa? Cái đoạn này thì gấp 2 lần, còn đoạn này thì, cái đoạn này là 2 phần này, còn này 1 phần. Cả cái OH chia thành 3 phần thì cái này 2 phần, cái này 1 phần, đúng không ạ? Vậy cái đoạn này 6, đoạn này 3 thì cả cái đoạn này bằng 9. Đúng chưa? À, sẽ bằng 9. Vậy các em lấy 6 chia cho 2 thì bằng 3. 3 x 9 27, tức là bằng 27 căn 3. Đúng không ạ? Đây, nó sẽ bằng 27 căn 3. Tính ra bài bản nó là ra là nó sẽ như này. Và 27 căn 3 đây chính là cái phần diện tích người ta tính như này. Đúng không? Nhưng mà chúng ta tính cụ thể ra theo các cái bước chúng ta phải tính như này. Còn đọc vào đây các em đọc các em không hiểu được, đúng không nào? Khi tính toán là chúng ta tính như này. Thế biết được cái diện tích rồi thì chúng ta đi tìm thể tích. Nó sẽ bằng 1 phần 3 diện tích nhân với chiều cao V này, thì bằng 1 phần 3 S nhân H. Như vậy bằng 1 phần 3 S ở đây bằng bao nhiêu? 27 căn 3 nhân với chiều cao H, người ta cho bằng 6. Chiều cao của hình chóp bằng 6. Như vậy thì các em lấy 6 chia cho 3 bằng 2. 6 chia 3 bằng 2. 2 nhân với 27 thì bằng 54 căn 3. Đúng chưa? Thế 54 căn 3 mà đề bài người ta lại cho căn 3 gần bằng 1,71. Vậy các em lấy 54, các em nhân 1,71. 54 nhân 1,71 thì sẽ bằng 92,34. Đấy,
1.73, xin lỗi các em. 54 nhân 1.73 thì sẽ bằng 93.42. Đơn vị của chúng ta sẽ là cm khối. Đấy, và kết quả này nó phù hợp với cái bài người ta đã đưa ra đây. Các em xem cái cách lại như cô vừa hướng dẫn được em. Đây là cô vẽ cái phần đáy ra để cô đi tìm diện tích đáy. Còn chiều cao thì người ta đã cho là 6 rồi, thì em chỉ lấy sau khi tìm được diện tích đáy em nhân với chiều cao các em chia 3 thì sẽ ra được cái thể tích. Như thế là cô vừa hướng dẫn cho các em làm bài tập ở phần ví dụ 2. Tiếp theo cô và các em sẽ đi sang phần tiếp theo. Bạn nào cần thì có thể dừng video giảng của cô ở đây một chút nhá. Thực hiện các bước vẽ hình chóp đều theo chiều mũi tên đã chỉ ra ở hình 128. Như vậy cô sẽ hướng dẫn các em cách vẽ. Thứ nhất, các em vẽ cho cô hình chữ nhật ABCD. Vẽ hình này là vẽ không gian nên chúng ta vẽ hình chữ nhật nhưng mà nó giống như là gì? Nó gần giống như là hình bình hành nữa này, đúng không? Thế vì sao biết hình chữ nhật? Hai đường chéo nó bằng nhau này. Đây, nó cắt nhau tại trung điểm mỗi đường. Hình này là hình chữ nhật, được chưa? Rồi, các em vẽ gọi O là giao điểm của hai đường chéo AC và BD. Gọi O là giao điểm của hai cái đường chéo AC và BD. Tiếp theo, các em vẽ SO vuông góc với mặt phẳng ABCD. Vẽ cái SO này vuông góc với mặt phẳng ABCD là đến cái bước này. Sau đó các em nối S với A, S với B, SC, SD thì ta được hình chóp SABCD. Nối này, SA này, SB này, SC này, SD này, ta được cái hình chóp là S A B C D. Đây là các cái bước hướng dẫn các em cách vẽ như vậy. Như thế là chúng ta đã vừa đi xong được cái phần lý thuyết của thể tích hình chóp đều. Các em nhớ cho cô là thể tích của hình chóp đều thì nó sẽ bằng 1/3 cái diện tích của thể tích của gì? Của cái hình lăng trụ, đúng không ạ? Tức là bằng 1/3 S nhân H. Trong đó S là diện tích đáy, H là chiều cao. Bây giờ cô và các em sẽ cùng đi vào phần bài tập như sau. Hình 129 là một cái lều ở trại hè của học sinh kèm theo các kích thước. Các em nhìn vào đây thì chúng ta thấy vuông này. Vuông ở đây, cạnh này bằng cạnh này, tức là phía dưới này, đáy của nó là một hình vuông, có cạnh bằng 2, chiều cao bằng 2. Thể tích không khí trong lều bằng bao nhiêu? Thể tích không khí trong lều chính là thể tích của cái lều, đúng không ạ? Như vậy chúng ta sẽ có như sau. Thứ nhất, 44A là thể tích không khí trong lều chính là cái thể tích của cái hình chóp có đáy là một hình vuông, cạnh là 2 này. Cạnh ở đây là cạnh 2 mét.
Chiều cao cũng là 2 mét. Vì sao các em nhìn ra đấy là hình vuông? Các em nhìn ở phía dưới này, người ta ký hiệu vuông. Ký hiệu vuông như này thì cái hình này hoặc là hình chữ nhật hoặc là hình vuông, hai cạnh liên tiếp bằng nhau thì nó sẽ là hình vuông, đúng không ạ? Thế bây giờ các em đi tìm thể tích của hình chóp thôi. Thứ nhất, các em đi tìm diện tích đáy. Diện tích đáy thì nó là hình vuông nên là lấy cạnh nhân cạnh, 2 × 2 4 mét vuông. Như vậy chúng ta sẽ tìm thể tích của hình chóp, cũng chính là thể tích không khí. Thể tích không khí trong đều chính là, nó chính là thể tích của hình chóp. Như vậy bằng 1/3 S nhân H. S ở đây bằng 4. Các em lấy 1/3, các em nhân 4, nhân với chiều cao 2. Đề bài người ta cho chiều cao bằng 2. Như vậy bằng 8/3. 8 chia 3 kết quả sẽ bằng gần bằng 2,67 mét khối. Không khí trong liều này có thể tích gần bằng 2,67 mét khối. Như thế chúng ta vừa hoàn thành xong được nghĩa A. Tiếp theo chúng ta sang ý B. Ý B này, xác định số vải bạt cần thiết để dựng liều. Biết căn 5 thì bằng 1 bằng 2,24. Như vậy muốn tìm số bạt cần để gì dựng liều chính là bằng cái phần diện tích xung quanh, diện tích xung quanh của hình chóp. Mà diện tích xung quanh thì chúng ta biết cái công thức rồi, chính bằng chu vi đáy kem nhân với lại là cái đường bên như này, đúng không ạ? Đây kem mở lại cái phần chu vi của hình chóp. Đây nhân với trung đoạn nửa chu vi đáy, P là nửa chu vi đáy này. Kem nhân với trung đoạn của hình chóp thì nó sẽ ra thành phần cái phần diện tích xung quanh. Và cái diện tích xung quanh này chính là gì? Chính là cái phần vải mà chúng ta cần dùng để may, đúng không ạ? Ta sẽ có một cái câu nhận định như sau. 44 ý B. Diện tích số vải cần để dựng lều cần dựng lên cái lều này chính bằng diện tích xung quanh của hình chóp. Đấy, bằng diện tích xung quanh mình cho. Thế thì muốn tìm diện tích xung quanh thì các em lấy nửa chu vi đáy kem nhân với trung đoạn, đúng không ạ? Nửa chu vi đáy, đáy ở đây là 2 này, đúng không? Cạnh là bằng 2, cạnh đáy là hình vuông. Như vậy muốn tìm chu vi đáy thì các em lấy một cạnh kem nhân 4, tức là 2 × 4. Sau đấy các em nhân với 1/2, chúng ta được nửa chu vi đáy. Còn trung đoạn thì ở đây các em sẽ làm như sau. Đây là O, đây là S, nối trung điểm. Trong cái hình vuông thì hai đường chéo nó sẽ cắt nhau tại trung điểm mỗi đường và vuông góc với nhau, đúng không ạ? Vuông góc với nhau thì đây nó sẽ vuông, đoạn này nó vuông. Đây hai đường chéo vuông góc, tức là chúng ta sẽ có OA vuông góc với OB. Do tính chất cái đơn hình này là hình vuông này, hai đường chéo bằng nhau cắt nhau tại trung điểm, như vậy thì chúng ta sẽ có OA và vuông góc với nhau. Như vậy chúng ta có OA vuông góc với OB. OA vuông góc với OB thì suy ra tam giác AOB là tam giác vuông. Tam giác vuông thì cái trung tuyến này này, cái trung tuyến OH này, cái trung
trung tuyến OH này nó sẽ bằng một nửa cạnh huyền, tức là bằng 1/2 AB. Như vậy cạnh AB bằng 2 thì OH nó sẽ bằng 1. Đúng chưa? Từ đấy để chúng ta tìm ra cái trung đoạn SH. Đấy, các em dễ phải tìm cái trung đoạn SH này. Các em gọi O là giao điểm của hai đường chéo. Gọi O là giao điểm của hai đường chéo AC và BD. Chúng ta biết là hai đường chéo nó vuông góc với nhau đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ suy ra được OA vuông góc với OB. OA sẽ vuông góc với OB. Như vậy xét cái tam giác ABO hoặc là AOB có góc O bằng 90 độ. Có góc O bằng 90 độ. Tam giác này là tam giác vuông. Có OH là trung tuyến. OH là trung tuyến ứng với cạnh huyền, đúng không ạ? Ứng với cạnh huyền AB. Nên các em sẽ suy ra được OH sẽ bằng 1/2 AB. Tức là sẽ bằng 1/2 nhân với cạnh bằng 2. OH sẽ bằng 1. Tìm được OH bằng 1 rồi. Đây, cái đoạn này OH bằng 1 thì ta sẽ tìm ra cái trung đoạn là SH. Vậy các em xét trong tam giác là SOH. SOH thì có góc O này bằng 90 độ này. Đấy. Xét tiếp cái tam giác SOH có góc O bằng 90 độ. Có cái góc O này bằng 90 độ, vậy thì các em sẽ suy ra được là SH bình phương thì sẽ bằng là OS bình cộng với OH bình theo định lý Pythagore. SH sẽ bằng là OS bình cộng với OH bình theo Pythagore. Từ đây các em sẽ suy ra được SH bằng căn của OS bình phương cộng OH bình. OS bình đề bài người ta cho bằng 2 cộng OH bình bằng 1, như vậy bằng căn 5. Căn 5 mét. Tìm được SH rồi. Như vậy thì chúng ta sẽ có là cái gì? Cái diện tích vải cần dùng chính bằng diện tích xung quanh. Diện tích vải cần dùng sẽ là này. Số vải cần dùng này. Chỉ bằng là diện tích xung quanh. Như vậy diện tích xung quanh thì bằng P nhân với D. P ở đây là 1/2 chu vi đáy nhân với D là trung đoạn. Đúng không ạ? Như vậy 1/2 chu vi đáy thì nó sẽ bằng này. Như vậy nó sẽ bằng bao nhiêu? Đáy ở đây là hình vuông. Có cạnh bằng 2. Như vậy đáy muốn tìm chu vi thì các em lấy 2 nhân với 4. Có cạnh nhân 4 đúng không ạ? Đây là chu vi là 2 nhân 4 là chu vi này. 1/2 của chu vi đáy. Đây. Chính là P đây, bằng 1/2, 2 nhân 4 nhân với trung đoạn. Trung đoạn chúng ta tính ra bằng căn 5. Căn 5 thì đề bài người ta cho là căn 5 thì bằng 2,24. Các em thay 2,24 vào. Nhân với 2,24. 2 đúng không? Với 2 hết. Các em lấy 4 nhân 2,24. 2,24 nhân 4 đi. Kết quả của ta bằng 8,96 m². Như vậy chúng ta sẽ cần đến là 8,96 m² vải để dựng cái lều này cho học sinh. Đấy, như thế là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được bài tập số 44. Đến đây bạn nào cần có thể dừng video giảng của cô một chút nhé.